Xin chào thầy, em tên là Trần Vinh, mã số sinh viên 17151287. Hôm nay em xin thực hiện phần bài tập số 1 dùng protein sẽ loại mà tiêu khiển 32 lít đường. Ở đây là em đã soạn ra sẵn số thành phần cần thiết cho mạch, thì em xin bắt đầu luôn rồi.
còn vẽ mặt xong rồi. Tiếp theo đây là em sẽ tiến hành là code chạy thử. Phần trình bày của em đến đây kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.